Bên ngoài Dương Khang và Âu Dương Khắc đã thiếp đi, ở góc bên này Hoàn Nhan Hồng Liệt vì suy tư nên không ngủ được, ông ta chẳng biết đang nghĩ cái gì, chỉ thấy lâu lâu lại thở dài ngao ngán. Cô ngốc ngủ đến nửa đêm thì chợt thức giấc, thấy có người lạ, cô ta liền cất tiếng hỏi. Ông là ai vậy? Cô là cô Ngốc à? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô có phải là người ở đây không? Hoàn Nhan Hồng Liệt hỏi dồn nhưng Ngốc cô nương chỉ gãi đầu cười mà không đáp gì cả. Cô ta xem ra chỉ 20 tuổi, chắc cũng sinh ra cùng thời điểm gia đình bao muội ở đây. 19 năm trước cũng là ở làng này, vì cơ duyên run rủi thế nào ta lại lần đầu gặp được bà ấy. Bà ấy khi đó xinh đẹp biết dương nào. À, không lẽ đây là Nghiêu Gia Thôn, là nơi cố cư của cha mẹ ta đó sao? Những lời tâm tư của Hoàn Nhan Hồng Liệt làm Quách Tĩnh giật mình, thì ra đây chính là quê hương của gia đình anh ta. Nghe ngữ khí và thái độ của Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàng Dung biết những điều ông ta nói ra đều là sự thật. Nghĩ đến thù nhà Quách Tĩnh, bất chợt cả người nóng ran, máu hận thù lại sôi lên sùng sục trong người anh ta. Tên gian tặc và ta chỉ cách nhau một bức vách mỏng, chỉ cần ta lao ra thì với một kiếm sẽ trả được thù nhà. Nghĩ rồi Quách Tĩnh liền nói với Hoàng Dung, muội hãy mở cửa cho ta đi. Không được, giết ông ta thì dễ thôi nhưng chỗ này của chúng ta cũng vì thế mà bại lộ. Nhưng đợi qua 6 ngày nữa thì không biết hắn ta sẽ đi đến đâu rồi. Quách Tĩnh kìm lòng không được, nộ khí càng lúc càng tăng cao. Mẹ huynh và Dung Nhi muốn huynh phải sống cho tốt. Thấy biểu hiện của Quách Tĩnh không ổn, Hoàng Dung vội lên tiếng trấn an anh ta. Nghe Hoàng Dung nói vậy, Quách Tĩnh giật mình vội hít thở đều. Dần dần anh ta cũng trùng mình xuống ôn hòa trở lại. Ở bên ngoài cô Mốc nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt lèm bèm thì chả hiểu gì. Cô ta thấy không có gì vui nên bỏ đi. Nói chẳng ai nghe mà đêm cũng đã khuya, Hoàn Nhan Hồng Liệt gục đầu trên bàn thiếp đi. Khi Hoàn Nhan Hồng Liệt chìm sâu vào giấc ngủ thì Dương Khang từ từ mở mắt của mình ra nhìn ông ta. Dương Khang chả hiểu vì sao đột nhiên tỉnh giấc. Anh ta ngồi im hồi lâu quan sát rồi bỗng từ từ tiến đến gần Hoàn Nhan Hồng Liệt. Dương Khang vẻ mặt căng thẳng đứng phía sau lưng Hoàn Nhan Hồng Liệt hồi lâu. Bên trong mật đạo Quách Tĩnh chợt nhìn ra thấy được cảnh này. Khang đệ, phải rồi, đệ phải báo đại thù cho cha mẹ của đệ. Lúc này là cơ hội tốt nhất, hãy ra tay đi. Từ bên trong mật thất nhìn ra, Quách Tĩnh nghĩ rằng Dương Khang sẽ làm điều mà anh ta đã cùng thề tốt với mình. Vì lúc này Dương Khang toàn thân căng cứng, hai tay nắm chặt như đang sẵn sàng hành sự. Nhưng hành động mà Dương Khang làm lại hoàn toàn trái ngược với sự mong mỏi của Quách Tĩnh. Hắn ta cởi áo choàng của mình đắp lên đầy ân cần cho Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hành động này của y đã lần nữa khẳng định y sẽ không quay đầu trở về với gốc gác thật sự của mình. Quách Tĩnh nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hụt hẫng vô cùng. Khang đệ, nó lại đối đãi với kẻ đại thù giết cha mẹ mình như vậy ư? Sao lại như thế chứ? Huynh đến giờ mà vẫn còn xưng huynh gọi đệ với hắn nữa sao? Hắn đã đang tâm đâm huynh một kiếm, chứng tỏ tâm địa độc ác, hạng người như hắn đã hết đường cứu vãn rồi. Ôi, nó đúng là đã hết thuốc chữa rồi ư? Quách Tĩnh càng nghĩ càng nổ, hai mày anh ta trao lại, hàm răng nghiến chặt. Sự bất nhân bất nghĩa của Dương Khang làm tâm tính của Quách Tĩnh kích động cực độ, chỉ thoáng chốc nội tức của anh ta nhộn nhạo, sắc mặt căng thẳng đại biến. Huynh phải thu nhiếp tinh thần, không được suy nghĩ gì nữa. Hoàng Dung hoàng hồn vội động viên nhắc nhở Quách Tĩnh, hai người cùng vận nội công thực hiện liệu pháp tiêu chu thiên. Hai người vội chạm tay nhau để chế ngự nội tức đang như con ngựa đứt cương của Quách Tĩnh. Sự bình ổn chưa được bao lâu thì Quách Tĩnh đột nhiên mở mắt, mặt anh ta nóng đỏ lên hừng hực, mắt anh ta như con hổ dữ nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung, ánh mắt điên cuồng khắc lạ đến hãi cả người. Tĩnh ca ca, huynh làm sao thế? Là ta không tốt, ta đột nhiên muốn làm chuyện này. Quách Tĩnh dường như đã tẩu hòa nhập ma, mà niệm thoát ra tạo nên hình tướng vô cùng kinh khiếp, tay anh ta chuyển gấp thành chảo khống chế Hoàng Dung. Ta muốn được ôm chặt lấy muội. Cùng với lời nói rít qua kẽ răng là ánh mắt đầy hung hãn của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh hơi thở dồn dập, mặt mũi bốc hỏa, còn thân như hoàng than nóng lên hừng hực. Anh ta bất ngờ giật mạnh cánh tay kéo Hoàng Dung lại gần mình. Đạo gia bế quan trong khi luyện công ắt có nhiều ma lực xâm nhập, trong đó có dục niệm tâm viên ý mã là lợi hại nhất. Trong thời điểm then chốt này nếu người luyện công không thể vượt qua thì sẽ bị tận phế, hại thân phá thể. Tà niệm dù chỉ là thoáng qua nhưng chỉ như vậy thôi là đủ để làm tinh thần người ta sụp đổ, nhất thời nếu không thể kiềm giữ sẽ mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Hoàng Dung vừa hoảng sợ lại vừa cảm thấy thẹn thùng, Quách Tĩnh giờ đây quả thật rất khó kiểm soát bản thân, anh ta đang đứng giữa ranh giới của sự thành bại, hơn nữa còn tạo ra lỗi lầm nghiêm trọng. Quách Tĩnh vì chưa ăn chơi chắc táng gì nhiều nên tâm trí cũng ít tạp niệm, trong thời khắc quyết định đã kịp thời đến vực thì ghim được cương. Thấy Quách Tĩnh nộ khí đã hết hùng hổ, Hoàng Dung sau giây phút hoảng loạn đã bình tĩnh trở lại. Dung Nhi, muội có giận ta không? Hành động lỗ mãng vừa rồi của ta thật cũng xấu xa như tên Âu Dương Khắc đó. Muội không giận đâu, vì muội chắc chắn sẽ là hôn thê của huynh rồi mà. Vừa nói Hoàng Dung vừa cầm tay Quách Tĩnh với vẻ mặt dịu hiền,
Hành động này của cô ta vừa xoa dịu lại vừa làm Quách Tĩnh vui vẻ ôn hòa trở lại. Quách Tĩnh tỉnh táo lại thấy mình đã không có gây ra họa lớn thì vui mừng lắm. Hoàng Dung được an toàn mong muốn lớn nhất của anh ta, vì thế mà dục niệm cũng dần tan biến khỏi tâm trí. Quá trình trị thương dài đằng đẵng 7 ngày 7 đêm với bao vất vả cũng đã qua được một ngày. Ngày đầu mà đã xảy ra bao sự kỳ biến như này thì không biết những ngày tới còn chuyện gì nối tiếp nữa đây. Trở lại Hoàng Cung, nơi đám người Âu Dương Phong đang mò kim đáy bể, hai bóng người đang chạy trối chết đó là Sa Thông Thiên và Hầu Thông Hải. Ta đã nói là có ma rồi mà sư ca huynh vẫn không chịu tin. Chẳng phải là ma quỷ gì đâu, chắc là một cao thủ ẩn thân thôi. Chạy một hồi thì hai người cũng đã về tới Nhiêu Gia Thôn, thấy bọn họ về tới mang theo thảm cảnh khiến hai cha con Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi kinh ngạc. Hai người vào trong nhà rồi ngồi kể lể những chuyện đã trải qua, đang kể say mê thì ngoài cửa có ba bóng người xuất hiện, ba người này thảm cũng không kém hai sư huynh đệ Sa Thông Thiên. Linh Trí Thượng Nhân hai tay bị xích trói quặt ra sau lưng, Bành Liên Hổ thì mặt mũi bị đánh đến sưng húp, còn Lương Tử Ông thì càng tức cười hơn, chòm tóc quả đào chăm sóc biết bao công sức giờ đây đã bị nhổ sạch để lộ cái đầu bóng lưỡng. Đối chứng các mô tả mọi người đều thống nhất là đã gặp phải cao thủ nên mới bị thương và bị làm nhục như vậy. Chỉ duy có Hầu Thông Hải là vẫn khăng khăng đó là ma, giải thích khô cổ mà y vẫn bảo thủ nên không ai thèm để ý đến hắn nữa. Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng đao phá xích cho Linh Trí Thượng Nhân rồi cất tiếng hỏi. Âu Dương Tiên Sinh đâu, sao ông ta vẫn còn chưa mò về? Âu Dương Tiên Sinh là nhất đại tông sư, võ công và nội lực đều cái thế vô song, chắc không có gì làm khốn đốn ông ta được đâu. Dương Khang thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt tỏ ý lo lắng liền nói lời trấn an ông ta. Lão ngoan đồng mang mặt nạ giả ma đại hiển uy phong thật là vui quá vui, chẳng biết lão độc vật có đụng ông ta và giao thủ với ông ta không nữa. Bên trong mật thất hai người đã nghe hết chuyện của đám người đang xì xầm bàn tán bên ngoài, nghĩ tới hai ông già là Chu Bá Thông và Hồng Thất Công Hoàng Dung cũng có chút lo lắng. Bên trong thành Lâm An yên bình đột nhiên có tiếng động lớn cùng những luồng kinh lực thu phóng loạn xạ, đám lính canh đang lim dim cũng vì tiếng động này mà giật mình. Chưa hiểu chuyện gì thì trước mặt bọn chúng đã loang loáng xuất hiện hai bóng người rượt đuổi nhau. Hai người này động tác nhanh nhẹn gặp gì tông nấy, thoát cái đã thấy hai người họ bay lên cổng thành cao vời. Hai người đang vui vẻ chơi trò cút bắt này chính là Tây Độc Âu Dương Phong và lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Lão ngoan đồng nhà ngươi phá hỏng đại sự của ta, hôm nay nhà ngươi đừng có hỏng mà thoát thân. Âu Dương Phong nửa đêm hành tẩu cùng đám quái tử thì lại bị Chu Bá Thông nhẫn tâm phá đám nên tức giận vô cùng. Ông ta quát tháo rượt đuổi quyết bắt lão ngoan đồng phải trả giá cho hành động của mình. Lão ngoan đồng không hề sợ hãi mà vừa chạy vừa cười phớ lớ hết sức đắc ý. Âu Dương Phong vừa bám theo đến gần Chu Bá Thông liền móc số mặt nạ trong người ra ném vào ông ta. Âu Dương Phong biết chuyện không lành liền chuyển công sang thủ rừng người trên không tung chảo ra đánh tan tành hết thảy. Chu Bá Thông chân vừa chạm xuống mái nhà lại tiếp tục dùng chân đã ngói về phía Âu Dương Phong. Ngói vỡ bay tứ tán làm Âu Dương Phong cũng phải vất vả tránh né. To be continued.